Xin chào tất cả các bạn. Sorry, Viên mới ngủ dậy và phải ở bên bên trong không có mặt gì hết, phải thay đại cái này lên. Là cái tóc Viên vẫn hơi dài, tại 2 tháng này chưa được cắt tóc. Nhưng mà hôm nhưng mà chưa hôm qua anh Ben mới post lên một cái video nói về minimal và nói về những bạn mà chỉ trích anh. Thì Viên coi Viên cũng rất là buồn cười. Tại vì Viên ngồi Viên Viên lấy popcorn Viên ăn. Trời ơi, cười vãi luôn man, shit. Viên nói thật là Viên không, Viên chỉ là người ngoài, Viên chỉ là người bên lề Viên coi thôi. Viên không có nhận, Viên không có sai với bên nào hết trơn á. Có một vài điều Viên thấy sai, anh Ben nói sai. Thì cho nên Viên muốn giải thích rõ ra cho các bạn những cái điều đó trong cái video này, trong cái reaction video này. So, let's get right into it. Thân gửi các fashion god, các fashion elite, các playrun của khắp mọi miền tổ quốc. Xin gửi các fashion god, các fashion elite, các fashion playrun khắp mọi miền tổ quốc. Khắp mọi miền tổ quốc. Khắp mọi miền tổ quốc. Đặc biệt là vùng cao lãnh, sáng nay ngủ dậy cũng như bao nhiêu ngày ngủ dậy khác, bởi vì hiện tại thì làm gì có gì để làm ngoại trừ việc ngủ dậy làm cốc cà phê đen xong lên nhà tập mở điện thoại nhóm tập hợp những cậu ấm cô chiêu thức chỉ cái gì tắt câu chuyện và bắt đầu vào video lập tức cho đỡ mất thời gian. Gần đây mình thấy trên cộng đồng Facebook có rất là nhiều những bài nói về việc Jerry lại call out minimal của một brand rẻ rách minimal là kẻ cắp ý tưởng, Jerry lại call out minimal đạo nhái vân vân và vân vân. Điều này thật ra đối với mình cũng không phải là càng quá một tin tức gì đấy mới lắm, bởi vì suốt từ những năm 2017, 2018 thì mình đã liên tục được nghe, được đọc về những topic tương tự như thế này rồi. Nhưng có thể mãi cho đến tận bây giờ các bạn mới bắt trend để khiến nó trở thành một chủ đề bàn tán. Ok, dù gì thì mình cũng có rất là nhiều những quan điểm và suy nghĩ của mình về vấn đề này, nên chúng ta sẽ có một ít drama để các bạn fashion elite, các bạn fashion god playrun được thỏa lòng. Trước khi bắt đầu thì mình muốn nói là mình hoàn toàn không nhận một đồng tài trợ nào, mình không nhận bất kỳ một khoản tiền nào, hay hiện giờ mình đang có hợp. Đồng với cả minimal, bản thân mình và minimal hiện tại và chắc là khoảng 1 năm trở lại đây thì chỉ có duy nhất một mối quan hệ là khách hàng và chủ shop thôi. Một lần nữa mình muốn nhắc lại là mình không hề nhận một đồng nào hay có bất kỳ một hợp đồng nào với cả minimal. Rồi thì mình sẽ đi thẳng vào vấn đề ngay. Đầu tiên, để định nghĩa về minimal thì mình sẽ gói gọn nó trong đúng một cụm từ và đúng một cụm từ duy nhất, đấy là fast fashion. Chấm hết. Với những bạn không thực sự ở trong thế giới thời tiết, tạo ra những món đồ, quần, áo đến 6 tuần, đôi khi... Cái này ai cũng biết rồi. Khi là còn ngắn hơn cho khác, là Fendi ra được một bộ sưu tập dành cho... Đều cần mất đến nửa năm cho đến 1 năm để ra được một bộ sưu tập dành cho thu đông hoặc là xuân hè. Chỉ mất đến tối đa khoảng 2 tháng thì tất cả những cái đồ đã lên sàn catwalk, lên sàn runway. Dior, Prada, Fendi, Saint Laurent, tất cả những hãng mà Ben vừa mới liệt kê. Và những món đồ này được thấy bán với giá khoảng bằng 1/10 so với cả bản gốc. Cũng không phải là gốc lắm nhưng mà thôi cứ tạm gọi nó là tiền nào của nấy thôi nha, tiền nào của nấy thôi. Nếu mà các bạn không có đủ tiền để mà mua đồ, những cái đồ hiệu ở ngoài tiệm, hãy làm những gì mà Viên làm. Viên mua đồ cũ, mua second hand, mua đồ Sida, chẳng có vấn đề gì cả mà các bạn có thể mua được discount, có khi được tới 50-70-70% off những cái giá tiền trên mạng. Đừng có mua giá gốc. Là bản gốc vậy, xét vậy, đừng mua đồ fast fashion, đừng mua những cái cheaper alternative, tại vì tiền nào có nấy thôi. Mặc mấy cái đồ này mặc được có 2-3 lần nó cũng rách bà hết trơn à. Về mặt đạo đức thì những hãng fast fashion này có đáng để bị lên án không? Câu trả lời đã rõ rành rành, hoàn toàn không cần phải bàn cãi và không hề có bất kỳ một lời biện minh nào hết. Đấy là một cái chắc chắn có fast. Có vậy sao anh Ben cứ recommend hỏi anh Ben? Fashion có đáng để bị lên án ngoài minimal, bởi vì hiện giờ thì minimal đang là một brand trong đáng ace nhau. Nhưng chúng ta phải phân rõ được
Những hãng này bị lên án vì điều gì đầu tiên và hiển nhiên nhất? Đấy chính là bởi vì hình thức đạo nhái. Và thứ hai là bởi vì nó ảnh hưởng rất xấu đến với môi trường. Nhưng mà thôi, về vấn đề môi trường, ở video này thì bé sẽ chỉ nói về một vấn đề và một vấn đề duy nhất mà tất cả những hãng fast fashion đều bị lên án như nhau. Đấy chính là bởi vì vấn đề đạo nhái, copy. Đối với những ai không biết đến hãng Minimal, bởi vì Minimal cũng còn là một hãng tương đối non trẻ, cũng mới có vài năm ở trên thị trường thôi, thì chắc chắn là mọi người biết đến một hãng khổng lồ khác, đấy chính là Zara. Với hơn ok, cái này anh Ben sai là ở đây. Zara người ta có copy nhưng mà người ta chỉnh lại một tí xíu. Viên sẽ cho example, người ta có chỉnh lại một tí xíu nha, nó không phải là 100% copy. Còn Minimal á là 100% copy, không chỉnh sửa gì hết man. Like giống như người ta mua đồ trên Taobao, trên mạng Trung Quốc xong người ta đổi cái mạc qua thôi. Các bạn hiểu không? Nó người ta không có copy 100%, người ta muốn bán cái alternative nhưng mà người ta không có làm lại, người ta không có dám nhái y chang 100% cái look đó, cái hình ảnh đó. Người ngoài người ta nhìn vô, người ta vẫn biết là ồ, cái đó là cheaper alternative. Còn Minimal nhìn vô biết là đồ fake 100%, đồ nhái 100%. 2.000 cửa hàng trên khắp thế giới, được đến 45 năm ở trên hãng chỉ cóp nhặt, chỉ đạo nhái, chỉ đi lấy ý tưởng từ những hãng khác mà lại có thể sinh tồn lại. Để, anh Ben nói là lấy ý tưởng nha, người ta lấy ý tưởng, nhưng mà Minimal là nhái 100%. Lời anh Ben nói tồn tại được lâu đến như thế. Một lần nữa mình muốn đính chính rằng về mặt đạo đức thì tất cả những hãng như Zara thì và vô số những hãng thời trang khác đều đã từng bị kiện vì tội ăn cắp ý tưởng. Nhưng mọi người cần phải hiểu được rằng ở trên thế giới này thì nghệ thuật là một thứ vô cùng khó để có thể đóng khung vào, đăng ký được sở hữu trí tuệ và khiến được một thứ gì đấy nó hoàn toàn là của mình. Mỗi ngày các công ty luật gửi những cái đơn cease and desist, những cái lá thư cease and desist đến với rất nhiều công ty hàng ngày và liên tục cho đến tận bây giờ ấy, thì việc này sẽ càng ngày càng xảy ra còn nhiều hơn nữa. Vì sao? Bởi vì con người và nhân loại đã gần như chạm đến kịch trần của sự phát minh, sáng chế và sáng tạo rồi. Những bài nhạc được lấy từ những cái sample cũ, những món đồ thời trang, nội thất đều đã từng có mặt, đều đã từng xuất hiện ở trên cái cuộc đời này rồi. Gã khổng lồ, ý bạn nói đây là khổng lồ, cực kỳ là đại về công nghệ là Samsung, còn vừa mới bị Apple kiện vì... Ok, cái vụ Samsung với Apple mình không làm về công nghệ cho nên mình không biết, để qua một bên. Còn nếu mà về cái vụ mà anh Ben nói là nhiều người đã làm, tức là đã kiệt ý tưởng rồi, đã cạn ý tưởng rồi, cái này đó là sai. Những cái bài hát, những cái sample đó người ta làm inspiration, tức là người ta cho giao cảm hứng cho những cái thế hệ mới, các thế hệ mới, người ta vô những cái bài hát, những cái album cũ, người ta lấy cái sample người đó, người ta lấy cảm hứng rồi người ta chuyển thành một cái thứ khác 100%. Giống như các bạn thấy Kanye West, nhạc của Kanye West, ông là vua luôn á, vua lấy sample từ những cái bài hát từ năm 60, 70, 80, ông làm sample thành cái bài hát mới tinh hẳn. Cái đó là lấy cảm hứng. Và là thời trang cũng vậy, giống như là đơn giản thôi các bạn, giống như thấy Rick Owens lấy cảm hứng từ cái đôi Nike Dunk, nhưng mà ông chuyển thang từ một cái Nike Dunk đơn giản, ông chuyển thang sang một cái đôi giày khác cực kỳ. Vì tội ăn cắp ý tưởng và design, như có phải con người chỉ muốn copy lẫn nhau, chỉ muốn là một phiên bản nhái của một người khác hay lấy cảm hứng, không phải là nhái, lấy cảm hứng. Hay là bởi vì hiện giờ chúng ta đã không... Anh Ben gặp hai cái từ này lại để mà giống như là he's trying to make a point but his logic doesn't make sense because he's trying to group two different words into one. That's not how it works. Còn tài nguyên, không còn những cái nốt nhạc mới, không còn những cái thiết kế mới, không còn có thể tạo ra được những thứ nó mới mẻ hoàn toàn được nữa. Không đồng ý với anh Ben cái điều này. You know what I'm talking about too. If you're watching this, you know what I'm talking about. Thì những cái thứ đấy, dù cho mọi người có nghĩ nó ra từ đầu, thì chắc chắn một cái món đồ, một cái thiết kế, một cái bài nhạc, chắc chắn là rằng việc plagiarism, copy là một hành động đáng để bị lên án. Cho phép Ben được nói thẳng và thật, đấy là đến 90%
tất cả những thương hiệu thời trang của Việt Nam đều lấy ý tưởng từ một phiên bản, từ một món đồ, từ một thiết kế nào đấy đã có sẵn và tạo ra một phiên bản của riêng mình. Nhưng tại sao? Cái đó là truyền cảm hứng, đúng rồi, truyền cảm hứng. Sao những thương hiệu này đều không bị lên án? Tại vì người ta lấy cảm hứng, người ta cho cái suy nghĩ người ta cho cái DNA riêng của người ta, người ta cho cái thought process của người ta vô. Rồi người ta lấy những cái element xung quanh của người ta làm ra một cái sản phẩm khác. Còn minimal, anh Ben vẫn cứ defend minimal. Kiểu như là minimal người ta lấy 100% rồi, người ta ít nhất á cũng phải chỉnh sửa tí xíu đi. Nhưng mà cái này người ta 100% copy, không có bỏ vô cái effort gì hết. Support your local brand. Các bạn phải support cho local brand Việt Nam. Support Vietnamese designers như Zara, H&M, ASOS, Minimal, tất cả những hãng fast fashion thì họ phục vụ cho một tầng lớp khách, họ phục vụ cho những đối tượng mà không thể bỏ ra đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu để mua một món đồ quần áo thời trang. Đây ấy mới thực sự là phân khúc khách chiếm số đông của cái trái đất để mua quần áo đắt. Đối với họ, việc bỏ ra mười mấy triệu mua một cái áo phông, mấy chục triệu mua một đôi giày, hàng trăm triệu, cả tỷ đồng để mua một món đồ limited, đối với họ là một điều không thể mơ đến được luôn ấy. Thậm chí mơ cũng không thể mơ được. Không, mơ không được thì mình mua đồ khác thôi. Mình tầng lớp khác thì mình mua đồ khác. Vẫn có đồ cho mình mua mà. Đừng có mua Zara với lại mấy cái H&M này nọ thì ok. Viên thấy đồ Uniqlo là ok nhất. Rồi mua vintage, mua second hand, thiếu gì sự lựa chọn. Đâu có cần lúc nào cũng phải chạy vô Zara, chạy vô H&M, chạy vô minimal để mà on trend đâu. On trend để làm cái gì? Các bạn nhìn giống nhau à? Thằng đứa nào cũng giống như đứa nào. Vậy là style riêng của mình đâu. Đứa nào cũng giống đứa nào vậy thôi, mặc đồ làm chi. Đến như thế, Ben là một tín đồ của đồ hiệu. Nếu mà mọi người xem video của Ben thì chắc chắn là mọi người cũng biết gần như tất cả mọi thứ Ben dùng đều là đồ hiệu. Và Ben cũng biết tất cả những big fashion house như Gucci, Fendi, Dior, Versace, Prada, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana đều là những người mà xác định xem thế giới năm nay sẽ mặc gì, cái gì sẽ hot, chất liệu nào sẽ thành trend. Những hãng này họ dẫn đầu, họ bảo cái gì cool, kiểm soát mình mới thấy là đẹp cho năm nay thôi. Bởi vì họ đặt để định nghĩa lại thời trang và cái đẹp của thế giới, nên mình được tin khi mình cũng mua những món đồ lên. Thôi các bạn, mình coi cái này một lần đầu rồi. Mình có mấy khúc coi mình bị nóng tính á, mình phải skip. Đến hàng chục triệu nhưng nó phù hợp với túi tiền của mình, và mình cảm thấy mình xứng đáng được mặc đẹp mà không cần phải tán ra bại sản. Không có gì sai nếu mà mua fast fashion. Oh, cũng có thứ sai. Thứ sai thứ nhất là cái impact của cái cho lên cái môi trường á. The environmental impact is really big because những cái công ty này như Zara, H&M người ta rất là lớn, cho nên người ta sản xuất đồ ra số lượng rất nhiều luôn, nhiều hơn cả trăm cả nghìn lần những cái local brand khác. Chứ với lại người ta trả tiền cho worker, người ta trả tiền cho công nhân nhà máy rất là ít. The working condition is garbage. Nếu các bạn mua fast fashion như Zara, H&M, các bạn support phá hỏng môi trường với lại terrible working conditions for workers, for sweatshop workers. Không cần phải dành hết tất cả tài sản của mình để mua một món đồ chỉ để được đường đường chính chính mặc đẹp và thuộc về ở trong cái thế giới, cái cộng đồng thời trang này, không bị nói ra nói vào. Nếu thời trang chỉ gói gọn trong tập thể một số những người đắp đồ hiệu cả cây từ trên xuống dưới, những fashion god, những fashion... Anh Ben hơi bị lạc chủ đề rồi. Bây giờ chỉ đang nói về minimal thôi mà sao anh Ben cứ nói về những người khác là sao? Anh Elite, thì thật sự xin lỗi, mình cảm thấy mình không hợp với cái thế giới thời trang của các bạn. Một thế giới thời trang vô cùng nông cạn. Nếu các bạn chê cười mình thì thôi, mình đành phải chịu. Bởi vì ai mà chẳng muốn có bố mẹ giàu. Thậm chí bố mẹ của mình cũng còn muốn có bố mẹ giàu nữa. Nhưng mình chỉ có thể tự làm, tự tiêu, tự kiếm, tự mua, tự sắm. Và mình cảm thấy hãnh diện vì cái điều đấy. Nhân đây mình cũng muốn nói thẳng vào mặt các bạn fashion god, các bạn fashion elite. Các bạn nghĩ là các bạn lắm tiền, là tư cách của các bạn cao, tri thức của các bạn cao. Nhưng thật sự ấy, các... Nói sao để không bị chửi bây giờ. Well, nói gì cũng sợ tại vì fan anh Ben đông quá. Hôm qua lên page của Terry Hall. Trời ơi, I don't want that.
Nói thật luôn nha, nói thật những cái điều mà anh Ben nói ra kiểu như là nói cho mình biết kiến thức của anh Ben vẫn fashion wise kiến thức fashion thời trang của anh Ben vẫn hơi nông cạn thiệt luôn. Cái này Viên không nói để mà diss ai hết, tại vì những cái brand mà anh, ví dụ như những cái brand mà anh Ben nói ra giống như là Gucci, Fendi, Prada, Louis, nói cho Viên biết là anh Ben vẫn chưa có mở mang kiến thức, chưa có tìm hiểu những cái brand khác, những cái style khác. Viên có coi video của anh Ben mà, thì Viên cũng lâu lâu cũng thấy anh Ben là đập hộp trên Grail này nọ rồi đó. Sao không lấy cái cơ hội đó, cái thời gian dành trên Grail mua tìm hiểu những cái nhãn hiệu khác, những cái nhà thiết kế khác. Người ta viết những cái bài rất là bổ ích. Với lại có nhiều thông tin cho những cái nhiều designer khác nhau. Trên Grail nữa, các bạn mua có thể mua đồ hiệu fractions of the retail price, là có một phần của cái giá trên cái mạc thôi. Cho nên các bạn nên tìm hiểu thêm, nếu mà không biết thì hỏi. Các bạn nên vô group Vietnamese Fashion Talk, các bạn nên vô Azone. VSSG thì bây giờ đông người quá, với lại người ta chỉ post hình lên thôi, người ta ít ít người viết lắm, cho nên nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm hãy vô những cái group nhỏ hơn tí xíu, nó có một cái cộng đồng nó nhỏ hơn, là dễ nói chuyện với nhau hơn. Với lại Young Cigar, với lại Hidden Archive viết rất là nhiều content rất là hay. Các bạn còn không bằng một người dân lao động ở ngoài đường là dù ác không giảm. Ok, coi như vậy thôi. Coi nữa nhức đầu. Nói tóm tắt lại cái video này, Viên chỉ muốn nói là đây là quan điểm của Viên. Một người đứng ngoài, một người đứng trên lề. Viên không có lấy side bên nào hết, Viên không có lấy bè bên nào hết. Viên chỉ thấy những cái điều anh Ben nói sai, có thể misleading, có thể làm cho nói cho những cái bạn mà không hiểu nhiều về không hiểu nhiều về thời trang á, người ta có thể sẽ bị có ý tưởng sai về những cái điều đó. Cho nên Viên chỉ muốn nói quan điểm riêng của Viên và có thể giúp đỡ các bạn hiểu sâu hơn một tí xíu cho những vấn đề này, những cái vấn đề fast fashion. Với lại Viên đọc trên báo Việt Nam á, những cái tạp chí online Việt Nam cũng có nhiều người viết về những cái vấn đề của fast fashion này nọ rất là nhiều, cho nên các bạn chỉ cần lên Google thôi, đơn giản thôi, lên Google tìm hiểu rồi hỏi xung quanh, hỏi những người có kinh nghiệm. That's about it. I just want to get my opinion out there. Comment below what you guys think. Các bạn comment ở dưới nếu các bạn có suy nghĩ gì. Try to be civil, đừng cãi nhau, đừng chửi nhau ở dưới. Làm người có học. Ok, như mẹ nói là người có học. Hai người đó người ta chửi nhau với cãi nhau, để đi người ta. Mình ở đây mình lấy popcorn mình ăn. Ok, that's it. Quick video, quick reaction video. See you guys next time. Like, comment, subscribe, follow me on Instagram. Peace.